Chào các bạn, hôm nay mình có chở khách xuống xã Đất Mới thuộc huyện Nam Căn, Cà Mau nha. Thì hôm nay mình quay cái video cho các bạn xem dưới này như thế nào. Do đường lộ còn hạn chế cho nên xe lớn không có vô được tới nhà nha các bạn, nên chỉ thuê đò chạy vô một lượt luôn, chứ để xe máy đưa từng người vô thì nó lâu. Đò này là khách họ thuê nha, chứ không phải đò nhà. Mình thấy cầu ở dưới này trong kinh là đa số thấp thấp vậy không nha các bạn, nó không có được cao, và cầu cũ là nhiều. Nhà xây ở đây cũng thấp thấp như vậy đó các bạn, tại vì lý do là ở đây gần biển mà, cho nên là nó dễ có bão nên người ta không có xây nhà cao nha. Và vùng quê cũng khó khăn cho nên cũng không có nhà điều kiện mà xây nhà tường kiên cố nữa. Ở vùng nước mặn này là họ thường chỉ trồng được những cây chịu mặn thôi nha các bạn, không có trồng được những cây ăn trái khác, cho nên nhìn nó cũng đơn sơ, có mấy loại cây sơ trồng được à. Thường thì mình biết là cây đước á, mà cái những người mà hay dùng than mà ta gọi là than đước á, là làm từ những cái cây trồng ở dưới Cà Mau này nè các bạn. Đường lộ ở đây hầu như bị nứt nghiêng và sụp lún hết rồi nha các bạn, cho nên xe máy chạy cũng khó khăn. Ở đây là họ đang bắt những con hào mà nó bám xung quanh những cái cống thoát nước của những hộ dân mà dùng để nuôi tôm cua đó các bạn. Những con này dùng để nấu cháo hoặc là nấu canh thì ăn cũng rất là ngon nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn, cũng không còn gì để quay cho các bạn xem nữa. Thì vùng quê ở đây thì nó mộc mạc đơn sơ như vậy đấy.